Xin chào tất cả quý vị khán giả, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh Phương Văn Official. Mến chúc tất cả quý vị khán giả một ngày mới tràn đầy yêu thương. Các bạn đừng quên nhấn nút đăng ký và chuông thông báo để luôn cập nhật những video hữu ích. Một lần nữa xin chân thành cảm ơn tất cả quý vị khán giả rất là nhiều. Xin mời tất cả quý vị khán giả cập nhật về tin tức hôm nay đụng độ giữa doanh nhân Nguyễn Phương Hằng và nhà báo Hằng Ni như thế nào. Hiện tại thì đoàn luật sư thành phố Hồ Chí Minh thụ lý vụ bà Nguyễn Phương Hằng khiếu nại nhà báo Hằng Ni. Đoàn luật sư thành phố Hồ Chí Minh vừa có thông báo thụ lý việc bà Nguyễn Phương Hằng khiếu nại bà Đặng Thị Hằng Ni, chuyển cho hội đồng khen thưởng kỷ luật xem xét xử lý. Sau khi có thông báo thụ lý, hội đồng khen thưởng mời bà Hằng Ni đến tham dự phiên họp xét xử kỷ luật vào ngày 6 tháng 12. Được biết là đầu tháng 9, bà Nguyễn Phương Hằng, tổng giám đốc công ty cổ phần Đại Nam đã nộp đơn khiếu nại về tư cách hoạt động hành nghề luật sư đối với bà Hằng Ni. Trong đơn, bà chủ Đại Nam cho rằng bà Hằng Ni với tư cách là nhà báo đã đăng tải các bài viết, hình ảnh, video trên mạng xã hội. Đồng thời, bà Hằng Ni lập kênh YouTube để đăng tải hình ảnh clip với tư cách là một luật sư để đưa lên mạng xã hội. Bà Hằng cho rằng trong thời gian qua, bà đã lên án cái xấu, chống lại sự phi nghĩa, tiêu cực và được dư luận đồng tình. Tuy nhiên, bà Hằng Ni đăng tải hàng loạt bài viết, clip phân tích chuyên sâu về cá nhân bà, công ty Đại Nam trong các hoạt động sản xuất, hoạt động quỹ từ thiện hàng hữu. Hành vi của bà Hằng Ni có dấu hiệu vi phạm quy tắc đạo đức và ứng xử nghề nghiệp luật sư Việt Nam. Bà Hằng yêu cầu Liên đoàn Luật sư Việt Nam xác minh bà Hằng Ni có đăng ký hành nghề luật sư tại Liên đoàn Luật sư Việt Nam hay không. Bà Hằng Ni vừa tư cách là nhà báo nhưng vẫn đăng ký hành nghề luật sư có đúng quy định hay không. Bà Hằng Ni đang hành nghề luật sư nhưng có lời lẽ kích động cổ vũ khởi kiện tập thể trái phép, sử dụng báo chí, mạng xã hội để phản ánh sai sự thật, mục đích cá nhân. Từ đó, bà Hằng yêu cầu xem xét và xử lý hành vi nêu trên theo đúng quy định của pháp luật. Sau đó, bà Hằng Ni đã có báo cáo gửi đoàn luật sư thành phố Hồ Chí Minh đề nghị không tiếp nhận nội dung khiếu nại của bà Hằng vì không đúng thẩm quyền, không đúng đối tượng. Cũng theo bà Hằng Ni, luật sư Hồ Nguyên Lễ, người bảo vệ quyền lợi cho bà Hằng lại là chủ tịch hội đồng khen thưởng kỷ luật của đoàn luật sư thành phố Hồ Chí Minh, nơi thụ lý đơn khiếu nại của bà Hằng là không khách quan. Theo trao đổi với báo chí, bà Hằng Ni cho biết, tôi làm việc tại báo với hình thức hợp đồng lao động, nên tôi là người lao động. Trong khi đó, quy định tại điểm B khoảng 4 điều 17, luật sư chỉ không cho phép cán bộ, công chức, viên chức làm luật sư, nên tôi không thuộc đối tượng này. Do vậy, việc tôi vừa nhà báo vừa là luật sư, không trái với quy định của pháp luật. Trước đó thì báo Sài Gòn Giải Phóng đã có công văn gửi đoàn luật sư thành phố Hồ Chí Minh xác định bà Ni công tác tại báo Sài Gòn Giải Phóng từ năm 2003 đến nay theo diện hợp đồng lao động, không xác định thời hạn. Bên cạnh đó, nhà báo Hằng Ni đề nghị được bảo vệ khẩn cấp sau khi tố giác bà Nguyễn Phương Hằng. Nhà báo Hằng Ni cho rằng sau khi tố giác bà Nguyễn Phương Hằng thì bị nhiều người đe dọa về sức khỏe, tính mạng nên gửi đơn đề nghị công an tỉnh Bình Dương áp dụng các biện pháp bảo vệ mình. Cụ thể là ngày 6 tháng 11, bà Đặng Thị Hằng Ni, tức là nhà báo Hằng Ni, đã có đơn đề nghị áp dụng biện pháp bảo vệ gửi tới cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Bình Dương. Theo bà Ni, trước đó bà đã gửi đơn tố giác và đơn yêu cầu khởi tố vụ án về các tội danh làm nhục người khác, vu khống và lợi dụng quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân đối với bà Nguyễn Phương Hằng, tổng giám đốc công ty cổ phần Đại Nam. Bà Hằng Ni tố giác bà Hằng đã có hành vi vi phạm coi thường pháp luật qua việc sử dụng mạng xã hội để đăng tin, livestream đưa thông tin vô căn cứ, sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm đến danh dự của mình. Sau khi có động thái tố giác bà Nguyễn Phương Hằng tới cơ quan chức năng thì rất nhiều người ủng hộ bà Hằng thường xuyên gọi điện thoại, nhắn tin vào trang fanpage cá nhân của tôi để đe dọa, xúc phạm danh dự, nhân phẩm, thậm chí đe dọa cả sức khỏe, tính mạng của tôi. Đó là bà Hằng Ni chia sẻ trong đơn. Theo bà Hằng Ni, những phát ngôn và hành động của bà Phương Hằng đều tỏ thái độ coi thường pháp luật cùng với những thách thức sẽ lên danh sách và đến tận nhà riêng.
nhà cơ quan để thăm và gặp trực tiếp, livestream tặng hoa, kem chống nhục và những lời lẽ vô cùng xúc phạm. Nhà báo Hằng Ni đề nghị cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh áp dụng các biện pháp bảo vệ cho bà Hằng Ni và người thân của bà. Sau khi gửi đơn tố giác bà Hằng thì bà Hằng Ni bị đe dọa. Cụ thể là ngày 22 tháng 11, bà Đặng Thị Hằng Ni, tức là nhà báo Hằng Ni công tác tại báo Sài Gòn, cho biết bà đã gửi đơn tới công an thành phố Hồ Chí Minh, công an phường Tân Thuận Đông quận 7 thành phố Hồ Chí Minh trình báo và yêu cầu áp dụng biện pháp bảo vệ khẩn cấp việc bà Nguyễn Phương Hằng đe dọa tính mạng. Ngày 22 tháng 11, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an thành phố Hồ Chí Minh BC02 xác nhận đã tiếp nhận đơn và đề nghị được bảo vệ của bà Hằng Ni. Cơ quan chức năng sẽ xem xét xử lý đơn trình báo của bà Hằng Ni theo đúng thẩm quyền. Trong đơn, bà Hằng Ni cho biết, suốt 8 tháng qua, bà Nguyễn Phương Hằng sử dụng các mạng xã hội khác nhau Facebook, tên tài khoản là Nguyễn Phương Hằng, và các tài khoản YouTube khác cũng như nhiều tài khoản để livestream chửi bới, lăng mạ xúc phạm rất nhiều người cá nhân tổ chức và trong đó có bà Hằng Ni. Gần đây nhất là ngày 21 tháng 11, bà Hằng liên tục đưa ra những lời lẽ hăm dọa, đánh, giết, trừng phạt hay thậm chí là ghé thăm nơi làm việc của bà Hằng Ni trong các buổi livestream của mình. Những phát ngôn "Tao gặp đâu đánh đó, tao không đánh tụi mày là tao không phải là Nguyễn Phương Hằng, kiểu gì cũng sẽ gặp, không nóng thì sẽ nguội, đè đầu đánh cho bồm đầu trước mặt nhiều người." Đó là bà Hằng Ni chia sẻ. Theo bà Hằng Ni, khoảng 14 giờ ngày 16 tháng 11, bà Nguyễn Phương Hằng cùng 20 người khác nói trong lúc livestream đã tới trụ sở báo Sài Gòn Giải Phóng ở địa chỉ 432 Nguyễn Thị Minh Khai, phường 5, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh để gặp bà Ni. Bảo vệ tòa nhà phải tăng cường nhân sự để đảm bảo an ninh của tòa soạn. Công an phường đã đến giám sát, bảo vệ, đảm bảo an toàn trật tự khu vực. Do đó, mục đích của bà Hằng không đạt được. Tại đỉnh điểm, buổi livestream bắt đầu 14 giờ ngày 22 tháng 11, bà Hằng có những phát ngôn hết sức coi thường pháp luật. Tiền chị không có thiếu, nhưng mà chị thượng tôn pháp luật cái đã. Chị nhờ họ xem, nhưng mà họ vượt quá ngưỡng thì chị đánh đổi. Chị vừa với cộng đồng và tất cả mọi người đã từng yêu thương, ngưỡng mộ Nguyễn Phương Hằng này. Tôi sẽ truy cùng đuổi tận nhà báo Hằng Ni và nhà báo Đức Hiển. Trong đoạn livestream ngày 22 tháng 11, bà Hằng tuyên bố Hằng Ni và ông Đức Hiển, trừ khi tao chết đi, còn nếu tao còn sống, tao sẽ truy cùng đuổi tận tụi mày bằng nhiều cách khác nhau. Bà Hằng Ni cho biết những nội dung đe dọa đánh giết kể trên được bà Hằng nhắc đi nhắc lại liên tục trong buổi phát sóng của mình. Với những lời đe dọa liên tục trong thời gian qua, lúc đầu bà Hằng sẽ đến cơ quan báo Giải Phóng Sài Gòn để đánh tôi, rồi bà nói gặp tôi đâu sẽ đánh đó. Sau đó bà đã đến báo tìm gặp tôi nhưng cơ quan không cho gặp. Nay bà Hằng nói sẽ bỏ tiền ra thuê người đánh giết tôi và gia đình tôi. Từ lời nói trên đến hành động đến báo cáo là có thật, khiến tôi tin rằng bà sẽ đánh hoặc thuê người đánh giết tôi. Đó là bà Hằng Ni viết trong đơn. Bà Hằng Ni từ những lời nói trên qua việc làm có đủ căn cứ để bản thân tôi lo ngại bà Phương Hằng bất chấp pháp luật thuê người giang hồ đánh, huy động thành phần ủng hộ bà, tự tay bà để thực hiện những hành vi mang tính chất nguy hiểm cho mình. Từ đó, bà Hằng Ni đề nghị cơ quan công an có biện pháp bảo vệ mình, đồng thời xử lý kịp thời những hành vi trái pháp luật của bà Nguyễn Phương Hằng. Trước đó, ngày 22 tháng 11, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bình Dương đã gửi giấy mời cho ông Ngô Thanh Long, thường trú tại Đồng Nai, đến làm việc về vấn đề liên quan đến nội dung phát ngôn trong buổi livestream giao lưu với bà Nguyễn Phương Hằng, tổng giám đốc công ty Đại Nam, tổ chức vào ngày 14 tháng 11. Ông Long có tài khoản Facebook, YouTube tên là Long Ngô. Thời gian làm việc với ông Long được ấn định vào sáng ngày 26 tháng 11. Trước đó thì ngày 14 tháng 11, bà Nguyễn Phương Hằng tổ chức buổi livestream gặp gỡ nhiều YouTuber cũng như là nhà báo phát trực tiếp. Tại buổi livestream này, khách mời chính thức xưng hô là Long Ngô ngồi trên sân khấu cầm micro nói: "Lực lượng đánh phá bà Nguyễn Phương Hằng, trong đó có báo chí truyền thông phản động và báo chí của Cộng sản chung với phản động để đánh một bà Nguyễn Phương Hằng." Ngay sau khi sự việc xảy ra, Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin Điện tử thuộc Bộ Thông tin Truyền thông Văn hóa yêu cầu Sở Thông tin Truyền thông tỉnh Bình Dương xác minh, xử lý phát ngôn vi phạm trên mạng xã hội liên quan tới buổi livestream của bà Nguyễn Phương Hằng.
Sau đó thì Cục Phát thanh Truyền hình Thông tin Điện tử, nội dung phát ngôn nêu trên có dấu hiệu vi phạm pháp luật, tung tin sai sự thật, xúc phạm danh dự, uy tín của nền báo chí cách mạng Việt Nam, yêu cầu Sở Thông tin Truyền thông Bình Dương kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật nếu có liên quan đến vụ trên. Tuy nhiên, bên cạnh đó thì bà Nguyễn Phương Hằng cho rằng là nhà báo Hằng Ni không có đụng chạm gì với nhau trước đây, nhưng bà nhà báo Hằng Ni dùng mạng xã hội livestream để moi móc chuyện cá nhân cũng như là chuyện quỹ mổ tim của bà doanh nhân Nguyễn Phương Hằng, và đồng thời những cái việc làm của bà Hằng có ý nghĩa giúp đỡ cho những người bệnh nhân. Tại sao những người ngoài cuộc và những người không bỏ tiền giống như nhà báo Hằng Ni lại chen vào và phân tích làm cho cái câu chuyện nó thổi phồng lên không đúng sự thật đối với bà Nguyễn Phương Hằng? Bà Phương Hằng cũng cho rằng là bà Hằng Ni việc sử dụng mạng xã hội và đồng thời lập kênh YouTube riêng để là phân tích môi móc những cái câu chuyện làm hoạt động từ thiện của bà Hằng, cụ thể là quỹ Hằng Hữu, quỹ mổ tim hỗ trợ những bệnh nhân nghèo, và phân tích môi móc vấn đề bà Hằng lên án những người xấu đi gom tiền từ thiện, ăn chặn tiền từ thiện và những người trục lợi cá nhân. Đó là những cái điều mà từ đó nó có những xảy ra những khúc mắc và đồng thời hai bên lên tới đỉnh điểm. Xin chân thành cảm ơn tất cả quý vị khán giả đã theo dõi phần tin tức. Mong tất cả quý vị khán giả nhấn vào nút đăng ký và chuông thông báo để luôn cập nhật những video hữu ích. Một lần nữa xin chân thành cảm ơn tất cả quý vị khán giả rất là nhiều. Tạm biệt, hẹn gặp lại video sau.